Sẽ đấu mà cầu thủ người Croatia Vukasovic đã chơi khá tốt. Vẫn còn cơ hội ghi điểm cho Long An. Liên tiếp là những tình huống bỏ nhỏ của các thủ hai bên. Chạm bóng thành công. Tầm cắt bóng hơi thấp của Vukasovic và cô đã không thể vượt qua được hàng thủ trên lưới của đối phương. Một không cho Bình Định Long An. Rất uy lực. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 1. Trong set đấu thứ 3 vừa qua, Vukasovic đóng vai trò rất lớn dẫn đến chiến thắng của Hà Phú Thanh Hóa. Sự trở lại kịp thời của Lê Thị Dung cũng đã giúp cho tinh thần của các cô gái áo đỏ tốt hơn, khi trước đó cầu thủ này đã phải rời sân vì gặp vấn đề ở cổ chân. Nhưng rất may đó không phải là một chấn thương nặng của Lê Thị Dung. Phòng thủ rất hay. Hàng sau cầu thủ đã có những tình huống phòng thủ tốt. Thêm một pha kết thúc uy lực của Lukasovic. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 2-1. 2-1 cho Hà Phú Thanh Hóa. Hai điểm liên tiếp đều là những tình huống kết thúc của Vukasovic. Chiều cao quá lý tưởng. Cao đến 1m97. Cô là cầu thủ nữ cao nhất của giải đấu tại vòng 1 này. Quánh ra ngoài của Trà My. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 3-1. Pha phá bóng khó của Vukasovic, nhưng sau đó điểm đã được ghi cho VTV Bình Định Long An. 2-3. Một chút thiếu tập trung của các cô gái áo đỏ. Kim Thành phá bóng. Phá bóng rất hiểm hóc. 3 đều. Điểm Long An 3 đều. Và phát bóng bay rất khó chịu. Cô đã phá tan chuyền mục của đối phương. Vẫn là lỗi chuyền một của Thanh Hóa. Rất tốt. Điểm Long An 4-3 cho Bình Điền Long An. Pha phối hợp đánh len chồng rất hay của Long An. Bóng rất xa lưới. Vẫn còn. Liên tục là những tình huống bỏ bóng của Trà My. Cú đập của Khánh Vy. Điểm Long An 5-3. 5-3 cho Long An. Hà Phú Thanh Hóa xin tạm dừng trận đấu. Huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải xin tạm dừng trận đấu hội ý từ rất sớm. Dạng dỗ đi em, dạng dỗ mình dỗ qua em dỗ vậy đó. Cố gắng bước một lên vì cái dùng chân bị hạn chế. Mọi người nói một ý.
Chơi nó khá tốt quá nha, chị lên thì ông thằng đấy đã. Đây là đường anh mới đầu tiên mà. Năm năm đổ về trước khi mà hóa chất đi ra tia sáng, khi mà Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh chưa được đầu tư, thì Hà Phú Thanh Hóa với tên gọi trước đây là Tiến Đông Thanh Hóa thường xuyên có mặt trong top 4. Nhưng bây giờ khi các đội bóng được đầu tư mạnh mẽ hơn thì đội bóng xứ Thanh đã gặp khó khăn. Top 4 bây giờ là một ước mơ xa xỉ với Hà Phú Thanh Hóa. Bình Điền Long An vừa rồi đã sử dụng quyền khiếu nại khi cho rằng các cô gái Thanh Hóa đã chạm lưới. Bóng ngoài sân trước khi chạm lưới, điểm Hà Phú Thanh Hóa. Pha bóng vừa rồi khi bóng đã chết, cầu thủ của Thanh Hóa vẫn chưa chạm lưới và điểm được ghi cho Hà Phú Thanh Hóa. Vẫn còn. Pha xử lý tốt của Khánh Vy. Điểm Long An 6-4. 6-4 cho Bình Điền Long An. Đập bóng rất mạnh. Thêm một điểm nữa được ghi cho Long An. Điểm Long An 7-4. 7-4. Bước một khá tốt. Đó là pha xử lý của Trịnh Thị Huyền. Hà Phú Thanh Hóa 5-7. Trịnh Thị Huyền, Đặng Thị Kim Thanh từng là đồng đội của nhau tại đội tuyển U23 Việt Nam. Chạm bóng tốt, nhưng trọng tài xác định bóng đã đi ra ngoài điểm sân. Long An, điểm được ghi cho Bình Điền Long An. Trà My phá bóng. Phá bóng rất mạnh. Rất tốt. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 6-8. 6-8 cho đội bóng của huấn luyện viên Thái Quang Lai. Và kết thúc rất uy lực của Vukasovic.
Hoàng Thị Thảo phát bóng. Hoàng Thị Thảo năm nay 20 tuổi, cô cao 1m76. Đó là pha ghi điểm của Khánh Vy. Điểm Long An 9-6. Long An vẫn đang có lợi thế dẫn điểm ở set đấu thứ tư. Bóng rất sát lưới. Bóng trong sân. Điểm Hà Vũ Thanh Hóa 7-9. Không phải là một cầu thủ có quá nhiều sức mạnh, nhưng Vukasovic cũng không thực sự là một cầu thủ khéo léo. Pha đập bóng ra ngoài của Kim Thành. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 8-9 cho Hà Phú Thanh Hóa. Khả năng phòng thủ trên lưới của cả Long An cũng như Thanh Hóa ở trận này là không tốt. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Hóa Chất Đức Giang tươi sáng. Đội bóng có lối chơi tốc độ và rất biến ảo dưới sự điều tiết của chủ nhà Tichea. 10-8. Điều đó sẽ thật sự khiến cho cả Thanh Hóa cũng như Long An gặp khó khăn khi đối đầu với đội chủ nhà ở những trận đấu sắp tới của mình. Lê Thị Dung đã rất cố gắng khi đồng đội bắt bóng một rất sát lưới, và đó là cú đánh của Kim Thành. Điểm Long An 11-8. Lại là tình huống phá bóng bẻ gãy chiều một của các cô gái Long An. 12-8. Đã khá nhiều lần ở trận này Long An có những tình huống phá bóng ghi điểm trực tiếp. Vừa rồi là Như Anh. Rất đơn giản khi mà Vukasovic nhận được những đường truyền đẹp như vừa rồi. 9-12. Năm ngoái Glasgow Thái Bình cũng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng khi họ cũng nằm chung bảng với Bình Định Long An, nhưng họ có một tay đập đẳng cấp châu Âu, đó là Polina Raimova, và chính cầu thủ người Azerbaijan đã giúp cho Thái Bình đăng quang một cách rất thuyết phục. Điểm Long An 13. Khi nhìn vào chiều cao của Vukasovic khi cô cập bến Thanh Hóa, nhiều người đã nghĩ rằng cô có thể là một Polina thứ hai. Nhưng những gì mà cầu thủ người Croatia thể hiện thì rõ ràng Vukasovic còn kém rất xa đẳng cấp của Polina. Polina có khả năng phát bóng tốt và tấn công ở mọi vị trí trên sân, tốt hơn rất nhiều so với Vukasovic. Tất nhiên Vukasovic cũng chưa có nhiều thời gian để hòa nhập với Hà Phú Thanh Hóa. Và đặc biệt là chuyển hài của Hà Phú Thanh Hóa đang thật sự không có nhiều những pha chuyền bóng thuận lợi cho cầu thủ người Croatia, khi mà bước một luôn rất chệch choạc.
vẫn còn. Lại có thêm một điểm nữa được ghi cho Thanh Hóa đến từ pha kết thúc của Vukasovic. 12-13. Hầu hết những pha chuyền bóng điều chỉnh của chuyền hai bên phía Thanh Hóa đều hướng đến vị trí của Vukasovic. Vẫn còn. Tình huống phòng thủ tốt của Khánh Đan. Chắn bóng ra ngoài sân. Trà My đã đập bóng bạt chắn đối thủ. 14-12. Trong trận đấu ra quân, Bình Điền Long An đã thua rất nhanh Bộ Tư lệnh Thông tin. Còn Thanh Hóa thua 1-3 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn. Và ghi điểm tốt của Hoàng Thị Thảo. 13-14. Long An xin thay người. Số 2 ra sân. Số 18 vào sân. Mỹ Tiên vào sân để thay cho Kim Thanh bên phía Bình Điền Long An. Pha xử lý tốt của Khánh Vy. Điểm Long An 15-13. 15-13. Phan Khánh Vy chỉ mới hội quân trở lại cùng với Bình Điền Long An cách đây không lâu, khi trước đó cô không thể cùng đội bóng tham dự cúp Hoa Lư vì lý do cá nhân. Cú đập rất mạnh của Vukasovic. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 14-15. Những pha chuyền bóng dựng cao như thế này thì Vukasovic luôn biết tận dụng cơ hội một cách gần như tối đa. Bóng đã chạm chắn của Thanh Hóa ra ngoài sân sau cú đập của Trà My. 16-14. Long An xin thay người. Số 1 ra. Số 8 vào. Mỹ Tiên vào sân để thay cho Trà My. Phát bóng không qua lưới. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 15-16. 15-16 cho Hà Phú Thanh Hóa. Thêm một điểm nữa được ghi cho đội bóng đỏ. 16 đều. Những tình huống đập bóng, động tác vung tay của Khánh Vy không thật sự gọn gàng và kín. Bóng trong sân. Có thêm một điểm nữa cho Hà Phú Thanh Hóa. Có lẽ Bình Điền Long An nên xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Ba điểm liên tiếp cho Hà Phú Thanh Hóa. Cách biệt chỉ là một điểm thôi. Không quá
là một trở ngại lớn. Vẫn còn. Khá lung túng. Bóng rất cao. Nhưng không có nhiều đà để Vukasovic thực hiện quả đập vừa rồi. Cô thường xuyên phải bật tại chỗ và không có lực. Vẫn còn. Không được. Điểm số được cân bằng 17 đều. 17 đều. Một pha bóng rất giằng co. Lo trên tay người, số 18 ra, số 2 vào. Khánh Vy phát bóng. Tình huống phòng thủ hay của Khánh Đan. Cơ hội lại đến với Thanh Hóa. Vẫn còn. Vừa rồi là pha phòng thủ của Khánh Vy. Tiếp tục là tình huống chuyền bóng cho Vukasovic. Và quả đập thứ 3 vừa rồi của mình thì cầu thủ người Croatia đã thành công. 18-17. Thanh Hóa đang tận dụng tối đa chiều cao của Vukasovic. Đó là quả đánh của Kim Thành. 18 đều. Trong cả 3 trận đấu vừa qua, không có một sự chênh lệch lớn nào của hai đội. Bóng ra ngoài sân. Quả đập rất mạnh của Vukasovic. Bóng trước đó đã đi trúng vào người của Khánh Vy. Không phải bóng đi vào vị trí của Mỹ Tiền. Rất tốt. Quả đánh của Mỹ Duyên. Trước đây Kim Thành, chị gái của Mỹ Duyên, cũng nhiều năm chơi ở vị trí phụ công. Chắc chắn Mỹ Duyên cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ người chị của mình. Tình huống phòng thủ tốt. Cơ hội lại đến với Thanh Hóa. Liên tiếp là những điểm số được ghi do công của Vukasovic. Hà Phú Thanh Hóa đang khai thác triệt để ngoại bình. Trong khi các mũi tấn công của Long An đồng đều hơn, thì Thanh Hóa chỉ biết trông chờ vào sự tỏa sáng của Vukasovic mà thôi. Gần như là đội bóng một người. Trọng tài xác định bóng ở ngoài sân sau cú đánh của Mỹ Tiền. Bóng trong ngoài. Và Long An đã sử dụng quyền khiếu nại khi cho rằng bóng ở trong sân.
Có lẽ bóng đã ở ngoài sân. Bóng ngoài sân. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 21-19. 21-19 cho Hà Phú Thanh Hóa trong giai đoạn rất quan trọng của sơ đấu. Lợi thế đang là 2 điểm nghiêng về đội bóng xứ Thanh. Vukasovic phát bóng. Tiêu nối hiểm hóc. Lỗi chuyền hài rất đáng tiếc. Lỗi của Lê Thế Hạnh. Điểm Long An 20-21. Cô mắc lỗi y dính bóng. Nếu như có điểm ở phòng bóng vừa rồi thì Thanh Hóa sẽ có cơ hội lớn để có thể giành chiến thắng ở trận đấu thứ tư này. Lê Thế Hạnh sinh năm 1989. Bóng tiếp tục tìm đến địa chỉ của Vukasovic. Vẫn còn. Và kết thúc tốt của Khánh Vy. 21 đều. Long An vừa ghi 2 điểm liên tiếp cực kỳ quan trọng để cân bằng điểm số 21 đều. Trận đấu thứ hai và thứ ba cũng như trận đấu thứ tư này, sự kịch tính được kéo dài từ đầu đến cuối trận đấu. Lập tốt của Khánh Vy. Điểm Long An. Bây giờ Thanh Hóa cần phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý, để họ lấy lại sự tập trung, sốc lại tinh thần. Hà Phú Thanh Hóa xin tạm dừng trận đấu. Và huấn luyện viên Thái Quang Lai cũng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Ra chắn vô lại. Thôi bỏ đi em, cố gắng chung một nè. Đó, 3 vị trí cố gắng chung một nè. Tôi xin có một quả nè em, cố gắng một quả nè. Đó, một quả nè, cố gắng lấy chung một. Xa lưới và tầm người sát đâu. Rồi em ơi. Có khá đông người mộ đã có mặt ở nhà thi đấu Gia Lâm để theo dõi trận đấu này. Cách biệt chỉ là một điểm mà thôi. Vẫn còn. Ngoại trừ Vukasovic, các lưu ý tấn công khác của Thanh Hóa hầu như không thể ghi điểm ở trận đấu quan trọng này. 23-21. Rất khó khăn cho đội bóng của huấn luyện viên Thái Quang Lai. Chủ một khá tốt. Bóng hơi thấp. 24-21. 24 match point cho VTV Bình Điền Long An. 3 cơ hội để đội bóng của huấn luyện viên Lê Thái Bình kết thúc trận đấu với một chiến thắng. Bóng quá thấp và Vukasovic không thể xử lý. Kim Thành có thể thực hiện một quả phát bóng khó. Cơ hội cho Long An. Cơ hội lại đến với đội bóng vàng. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 22-24. 22-24. Hà Phú Thanh Hóa đã cứu được một match point. Nhưng vẫn còn 2 cơ hội nữa cho Bình Điền Long An. Cần phải có một tình huống phá bóng an toàn của Lê Thế Hạnh.
trận đấu đã kết thúc và người ghi điểm cuối cùng là Phan Khánh Vy. Tỷ số của trận đấu thứ tư là 25-22 và VTV Bình Định Long An đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1